Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Học Hành VK. Thì có một số bạn đã inbox hỏi mình là làm thế nào để tải game về mà không phải trả phí, hoàn toàn miễn phí. Thì có một số bạn yêu cầu mình làm về game. Thực sự mà nói thì mình không có thời gian để làm về game. Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách download hoàn toàn free. Rồi. Đầu tiên thì mình sẽ vào CS Play để mình cho bạn xem. Đây là tựa game Minecraft, chúng ta phải trả phí 173k thì chúng ta mới chiến được. Đây, mình sẽ show qua cho bạn xem cái tựa game này. Rồi, mình sẽ vuốt xuống địa cung để cho các bạn xem cái phiên bản của nó. Đây, phiên bản của nó là 1.17.2.10, đây là phiên bản mới nhất. Rồi, còn mua cái ứng dụng này hàng tháng thì chúng ta sẽ mất phí là từ 8.000 đến 1.150.000. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ các bạn cách download về hoàn toàn free, hoàn toàn miễn phí để cho anh em chiến. Rồi thì đầu tiên ta sẽ vào trình duyệt web, đi đến một cái trang web như sau. Chúng ta sẽ tiến hành nhập cái trang web này, fullmacrom .com fullmacrom.com -12m3c để các bạn viết y chang như mình. Rồi sau đó ta kích vào OK. Các bạn chờ một lúc thì lúc này nó sẽ hiện 5 giây quảng cáo, thì chúng ta chờ 5 giây sau đó chúng ta bỏ qua quảng cáo. Tiếp đây ta sẽ ấn cái mục thứ hai, nếu mà nó hiện những cái quảng cáo thì chúng ta quay trở lại. Tiếp theo mình sẽ ấn phím back để mình quay trở lại và mình lại tiếp tục bỏ qua quảng cáo. Tiếp đây chúng ta sẽ kích vào cái dòng dịch cung này, chúng ta download về. Rồi thì đây chỉ là cái tựa game này, V1.17.2.01. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kích vào đây để chúng ta download. Thì ở đây nó hỏi chúng ta có muốn tải xuống không, vì mình đã tải sẵn rồi. Giờ mình chọn tiếp tục, chọn tải xuống. Thì cái tựa game này nó có dung lượng hơi lớn nên nó thông báo là loại game này có thể gây hại cho thiết bị của bạn. Bạn vẫn muốn giữ Minecraft này không? Thì chúng ta chọn OK. Thì lúc này nó đang tải xuống cho chúng ta như các bạn nhìn thấy. Và chúng ta vuốt xuống ở trên màn hình, chúng ta cũng sẽ nhìn thấy nó đang vuốt chúng ta. Chờ mình một lúc để mình load xong và mình sẽ mở lên cho các bạn luôn, hoàn toàn free cho anh em chiến thoải mái. Thì theo yêu cầu của các bạn thì mình sẽ chia sẻ các bạn cách tải về hoàn toàn free, không phải trả phí như trên CS Play. Dung lượng nó hơi lớn nên nó download hơi chậm một chút. Rồi OK, như vậy mình đã load xong. Ta có thể vào cái phần là tập tin và chọn phần là download, thì chúng ta sẽ thấy game ở đó và chúng ta sẽ cài đặt. Đây download chúng ta sẽ tìm thấy ở đây, nhưng đây mình sẽ mở trực tiếp ở trên này luôn. Đây mình sẽ mở và cài đặt. Thì ở đây nó hỏi ta mở bằng trình duyệt AV Player hoặc là trình duyệt cài đặt gọi, thì chúng ta sẽ chọn là phần trình duyệt cài đặt gọi. Thì các bạn nhớ đầu tiên để cài đặt được cái game này, một tựa game ta đa bên ngoài Google Play, thì chúng ta phải bật tính năng không rõ nguồn gốc hoặc tính năng không xác định lên. Rồi OK, ta chọn cài đặt. Rồi bây giờ mình sẽ mở lên cho các bạn xem.
mình sẽ chia sẻ các bạn cách để chúng ta đào về hoàn toàn free. Mình không phải mình đào về để mình điền luôn, tại vì như vậy sẽ mất thời gian của các bạn. Thì nếu các bạn thấy mình chia sẻ hay hữu ích thì nhớ like, share và đăng ký kênh để tạo động lực cho mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.